Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Mạ Non nha. Chào cả nhà. Cả nhà nha. Cả nhà. Cắt gì? Cắt gì? Cắt gì? Cắt gì? Cắt gì? Cắt gì? Hôm nay thì là ngày 19. Thì hôm nay gia đình Nam về bên Cồn. Thì hôm nay thì gia đình có khởi công là xây lại cái nhà mộ cho ông Cồ. Thì chừng nữa thì gia đình Nam thì ai lớn tuổi là đưa ra đây hết. 200 tuổi mà ơi. Ai lớn tuổi nghe hết. 200 tuổi rồi. 200 tuổi. Mà coi ông mẹ tao là gần trăm rồi đấy ngoại. Thì đại ca đó. Bữa hổm mấy thằng góp tiền tới nay còn 2 tuổi nữa 100 đó. Có tiền rồi không? Là có. Nó là bà gác sống mày. Dạ. Mấy ông với xã gì con? Mấy ông với xã hả? Đang đại nè. Dạ. Dạ. Gia đình Nam á nói là cầu gắn tới sống tới 100 tuổi đi là ở bên chính quyền á người ta sẽ là tặng cho 100 triệu với cái bằng khen là người sống cao tuổi đó, nên là bà Cồ đang phấn đấu thêm 2 năm nữa để nhận được 100 triệu cho Nam. Bà Cồ nghe nói vậy bà Cồ có động lực cho lắm. Cho ông kìa. Bậy quá không? Cho ông Nam ha. Con quên hả? Bậy quá không? Phải là hồi đó ngu phải không? Gác cướp thêm 2 cái. Bà Cồ ơi, không cả con quên nữa. Nam mới sắp cưới vợ rồi đó. 2 tháng nữa nó đám cưới rồi đó, bà Cồ có mua đủ chỉ vàng chưa? Thôi, cái chừng đó rồi hả tính. Giờ không có. Bây giờ mới chơi xây nhà mồ rồi. Giờ ổi 1 ký nhiêu rồi? Hả? Ổi 1 ký nhiêu? Ổi 2 rưỡi. 2 rưỡi hả? Trời ơi, 2 rưỡi mà chỉ vàng giờ. 2 rưỡi, 3 tấn ổi giờ 2 tấn rưỡi. Chừng đó. Chỉ về 6 chú mấy. Chỉ gần 7 triệu rồi. Sao giờ trời bà Cồ? Sao mà có chỉ vàng cho người quay phim đó cưới vợ? Làm gì mà có chỉ vàng dần cho người phi nó cưới vợ rồi. Ngồi xuống đi. Hôm nay thì là ngày khởi công của chú anh chị cát đá thì gia đình Nam cũng vận chuyển vô mình để đây nè. Ông nội cái này mình xây là tầm bao nhiêu mét ông nội? Bề ngang 5m4. Yeah. Bề dài 9m. Như là tính ra cũng 50m vuông á. Dạ. 50m vuông. Mà 1 mét của nó là 1.2 triệu. Yeah. Là 50 mét là tính ra 60 triệu tiền thợ. Dạ. Yeah. Không, không ấy qua bản hả? Hả? Qua bản đi, qua bên con chơi. Trời ơi. Ở nhà đi vườn nghe nó đi vườn khủng khiếp luôn mà. Trời. Hồi nãy vô là mẹ thấy sao lôi một bọc ổi gì nè, lôi tè tè tè. Ừ, lôi chứ. Bẻ nhiều không? Nó bẻ nhiều không? Trời ơi. Trên 1 kg rồi. Vậy hả? Ký có hàng gửi. Ký hàng gửi 1 kg có 25.000. Nhưng mà ổi của bà Cồ á là nếu mà người nào mà mua á là người đó hên khỏi cần gọt vỏ, tại bà lôi chạy vỏ cái da chân. Ổi sạch nha, không có ổi sạch không có gì hết trơn. Tại là mời vô tới ngồi gần như giống cái ổi ha. Bạc là ai chết nằm. các tình yêu hỏi sao lâu quá không bà Cồ không qua bên nhà con. 4 tháng mấy rồi đi hết nổi rồi con ơi. Trời ơi hết nổi rồi mẹ chụp cái ổi đem vô rết mầm rết xong cho ngồi chụp hổ cái ổi bà Cồ đẹp da đẹp không bằng thua đẹp hơn da ổi bắt năm luôn á chứ nó chơi nào nè thấy không cả nhà thấy không không biết già mà chồng biết màu gì mà đẹp đẹp ổi đẹp ghê không? Chỗ này giòn dữ lắm rồi. Ồ, da cho công nhận luôn ha. Quá trời. Ta nói kỳ quá. Nói mổ quá không có đi mần được. Rồi ta nói thôi để ta bọc đi. Rồi bẻ được nhiêu ăn rồi. Rồi lấy rớ đi mua đồ ăn cho ta ăn. Nó không chịu bẻ nó bỏ sao? Thôi gán đi bẻ. Mổ gì? Ổi hả? Ai mổ? Quên á, nó cứ đẻ rồi mua đồ ăn rồi. Mua đồ ăn. Ừ, nó không bẻ. Để bỏ sao bữa nay bẻ được rồi hôm bán được 30.000 rồi bữa nay được mười mấy ký ạ à. mà chắc đâu có nổi lôi không rồi lôi để lôi dài ra cộng đồng mạng các tình yêu nói trời ơi con cháu bà lâu hết trơn rồi để cho bà lôi không mình chết không ra làm mà không có chịu kìa cháu nội cái xài kìa lấy giác lòng ra bẻ nổi không đó cái ợi xài nó bán nhiều tiền lắm á chịu không đó giác lòng ra bẻ đi bẻ hết cây xài đó cho bẻ hết cây xài luôn á xài của anh bên đây xài xài đeo chứ bự nha
Nhóc bây giờ cây thịt nhỏ xíu kìa, nhỏ dạ. Xíu đó. Ủa ba mấy cây mai ba dời đâu hết rồi? Mai đây đâu có đâu. Bên đó, không thấy chậm đây nè. Đúng, hôm nay thì gia đình Nam cũng ăn thanh minh sớm bữa của chú anh chị. Mình về hôm nay thì quay cái công trình này, rồi với mình ăn thanh minh với gia đình luôn. Rồi chở về bản thì sắp tới đây cũng có nhiều chuyến đi liên tỉnh nha cô chú anh chị. Thì cũng hứa hẹn là cũng như là những cảnh hay như trên nhà của ông Bác Hai vậy đó. Chỗ này thì nhóm mà chưa có từng đến bao giờ cả nhà, chỉ là quen thôi, quen rồi hứa hẹn cũng đã lâu rồi. Cho nên là nhóm xong vụ xài rồi cúng thanh minh cho ông bà đầu xong rồi chắc nhóm cũng sắp xếp mình đi chơi một chuyến, rồi mình sẽ quay những cái cảnh mới lạ cho cả nhà mình xem luôn nha. Mong cả nhà mình thương mến theo dõi ủng hộ clip nha. Nhớ đăng ký, nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để có clip mới của nhóm thì cả nhà mình sẽ nhận được thông báo. Và nếu mà thấy hay thấy thương thì bấm cho một like. Một like. Cũng có nhiều người hỏi Hương là like làm sao, cô chú không biết, kiểu như là ở dưới cái màn hình nó có một cái ngón tay đưa lên và một cái ngón tay đưa xuống. Ví dụ như không hay thì người ta bấm chỉ xuống, còn nếu như hay thì người ta bấm vô cái chỉ lên. Như là một coi một clip vậy là mình chỉ bấm một lần thôi, một lần một là đủ rồi nghe cả nhà. Ông Bác bấm chừng nào khởi công không? Bữa 26 này. 26 tây hả? 26 mình nè, bữa nay tầng nữa. Ở bên đây 19 rồi nè. Tầng nữa là Út làm ngay chân cái ngày chánh luôn. Dạ. Bên nhà Nam làm trước rồi sau đó là ông Bác làm lại cho ba mẹ ông cầu bà cầu của Dương Út á. Ông nội bà nội. Ông nội bà nội. Tại vì đó bà nội mất rồi đó, Út mới sinh ra, như là mới sinh ra mới có 1 tuổi đó. Mà bà nội mất tới giờ luôn rồi, hồi đó mình đâu có dạng thơ gì đâu mà đi xin mấy cái về chỗ nặng mình chôn đó. Mấy cái chỗ mà Nam đi quay mà dở bắt cá rồi đó, ở bên cái vườn bụi đó là cô chú anh chị thấy mấy cái mà nhị tỳ mà nó cũ đó, lỡ mà Nam quay dính đó là nó xuống cấp dữ lắm, xuống cấp rồi nó lúng đất rồi, nó không có dàn chân nè, nó sụp cái dàn chân. Nhưng mà xưa là thường người mắc là chôn là không có ấy xi măng nhiều, tại vì cái kinh tế cái điều kiện ngày xưa mình không có. Hồi đó là mắc đi lên Nguyễn Quang mình đi xin á. Dạ. Là ta thiêu á. Muốn thiêu quá không? Thiêu nè, không có cực. Nào muốn thiêu không? À? Muốn thiêu không? Ở gọn. Muốn thiêu á thì sau này đầu thai tóc bắn là chịu không? Không trời có đẹp à. Như hồi lúc xưa nữa. Mà đen nữa nghe chứ không có trắng gì đâu à. Trời ơi, trời ơi biết hết trơn. Bị gì mình đốt á, mình đốt mình thiêu là phải cháy rồi sau này mình đầu thai lại là tóc mình bị quắn. Biết coi Google không? Một hồi con vô con search lên Google á, hỏi là bà Google ơi, chết á rồi thiêu á rồi kiếp sau phải bị đen với tóc quắn không, là bà trả lời đúng rồi. Đốt á nó bị đen. Rồi tóc á mình nó bị quéo lại á, là chừng nào mình đầu thai lại là mình đen với tóc mình quắn. Mày nói là rồi có chồng không có được. Sống quá. Sống nữa. Trời ơi. Hồi xưa thì mơ ước là có cái nhà màu của chú anh chị. Bây giờ có nhà màu mà giờ đâu đi thiêu. Không biết sao chịu em mấy nữa. Lâu quá rồi 4 năm tháng rồi. Cái nhà màu á bà cô cũng mừng lắm, tại vì bà cô áo ước cũng lâu rồi. Do là ông nội cũng định để bà cô thêm ít tuổi nữa hả, là làm luôn. Nên là hôm nay làm vui không? Hả? Nội vui không? Mà người có buồn bã gì đâu. Tao đâu có trúng tiền, tao lo buồn. Đâu, ba con nói nội ra tiền mà. Nội tao tiền ở đâu? Bà cô chỉ 50% vậy đó, nghe Dũng Tư nói đó. Gia đình Nam xây cái này lên thì cũng nhiều của chú anh chị, rồi cũng mấy cô rồi Bác Hai Nam nè, rồi cô Út, cô Năm, cô Tư, rồi cha mẹ Nam, ông nội bà nội góp lại để mình xây lên cho ông bà mình có chỗ nghỉ ngơi. Trời ơi, để thôi bà cô đó ngày đem tôn lá dựng trong trong bài đúng lá rồi chỗ nào trống nó trời ơi giờ còn mấy bó lá rồi đóng lá chất kìa. Ở trên mà lỡ bị dột quá thì bắt thang leo đặng chàng thì đó bị chở cây thang rồi đu cho nó mà dám lần tới cái cột cái mà tuột xuống không mà bây giờ làm chắc hết nếu mà gớt chắc gớt luôn quá chứ đu không nổi đâu dễ vậy hết sức đu rồi đó còn lực mỗi lần chụp cái cây đòn tay được toàn tay ăn
không thôi nó đập vô cái đầu mã nó chết rồi. Chụp hình cái đi ha, rồi muốn bẻ gì đó bẻ. Ủa anh ba chồng hình trái nè, trái gì cho anh? Là để già dữ hết chị. Anh phải không, phải cho mạnh thấy không? Đang cái nè. Anh ơi, mạnh từ tèo có trái. Anh của anh có trái chưa? Anh già này nó già là nó già rồi bột không luôn rồi chứ không còn gì nữa. Mấy trái này ăn một cái thì thôi ghiền luôn á cả nhà. Công nhân ổ và còn trồng tính ra màu vàng chứ. Cái này vàng nắng, vàng gì mà vàng dữ. Cái này bị khô nước á. Cái này nó háp rồi, nó vàng dữ lắm rồi. Tại vì chỗ này nó không có nước. Về bên cồn thì lúc nào trái cây cũng đầy á, tin của chú nhận. Được, cái trái nhãn tiêu rồi nè. Cái này nhãn long nha cô chú anh chị. Không, da bò. Da bò mà cái tháng nắng đó gần rồi nó thành cái màu gì luôn. Cái gì? Nắng nó không lên màu. Nắng không lên màu. Nhưng mà nó chín dữ lắm. Nó chín, nó chín tới luôn rồi, hút chín luôn. Mùi nắng quá nó bị tái cái màu ha. Nhưng mà ngọt dữ dằn. Nó không có lên như cái tháng mưa mình. Thì hôm nay thì ngày thanh minh nhà gia đình cô Tư cũng có chuẩn bị được con một con cá bóp nè. Cá bóp rất là to nha. Dạ, 50 kg. Với ít mực, mực này là mực ống để mình né không hạ. Cá bóp thì đâu cô Tư sẽ nấu đổ. Đổ thái hay gì vậy chị Hương? Đổ mẻ, đổ mẻ. Cá bóp nấu đổ mẻ nha. Anh hai của anh Mập nè. Nạn khổ ha, quay. Nhìn ngon quá ha, cái da nó phồng. Theo quay bây giờ chỗ Nam á, mấy cái ngày thanh minh hay là mấy cái ngày lễ rồi đó cô chú anh chị, người ta có quay nguyên con, người ta bắn thịt đó, ta xẻ ra ta thịt, ta bán khổ á. Nói chào chưa, chào cả nhà. Lâu quá chờ cả nhà ơi, không có gặp cả nhà. Có đâu, quần nó chờ, nó cha nó cuộc nó điên nữa. Tình yêu đi, sợ tình yêu. Lâu quá không gặp tình yêu. Lâu quá không gặp tình yêu. Có cái gì đâu quay đâu. Tình yêu ơi, tình yêu ơi. Bà con nói cho anh tình yêu ơi. Tình yêu ơi, nó đâu có gì, đâu biết có lâu, nó có gì. Ở ngoài quản lý công trình. Anh ấy rồi phải cho đẹp luôn nha. Khám sát công trình không có bỏ. Đây cũng có chuẩn bị cái tôm khô nè, mà xưởng ở nay cô Tư cũng làm thêm tôm rang, tôm rang đậu Hà Lan. Chồng Hương thích cái món tôm rang lắm, đám thầy thay rang có khách lò lại chứ cũng thích rang. Rang á, tôm rang vậy à, không mà đi đám là lại có tôm rang là thấy dòm thấy dĩa cơm là thấy muốn ăn liền à. Tại vì chứ tôm rang đám cưới làm này kia cũng tốn. Tôm khô, lạc xưởng, đậu Hà Lan. Cái món tôm gan này là nặng tiền lắm á. Nếu mà mình gan bình thường thì không nhiêu nghe, chứ đám là gan nhiều tiền lắm. Biết không, mình có hai ba ông đi hẹ. Cho mấy ông thợ ông anh. Dạ. Ba ông anh thôi. Dạ, tiêu tèo bữa hổng là bánh thở công cũng đãi mấy ông thợ. Dạ, thở công làm gà. Dạ. Nó làm ăn rồi, nhà con đang cất nhà đó, ăn thanh minh tụi con cũng làm cho mấy anh thợ ăn luôn. Dọn cho mấy anh ăn. Để ông thợ nữa mâm mà. Có ba người. Ôi trời, nhiều lắm rồi. Dạ, được chưa? Nhiều ra cho nó nhiều. Nhiều ra, ba bó ra đồng. Có đó cũng cho nhiều rồi đó. Vô cái tháng thanh minh đó thì mình ăn ngày nào cũng được cô chú anh chị. Ví dụ gia đình mình, ví dụ con cái đi làm ở xa này kia, khi nào mà mình về quê được đó, mình tụ họp về gia đình đó, thì gia đình ăn. Ở quê là vậy đó cô chú anh chị, cha mẹ đợi con cái đi xa đi làm về, có thời gian về thì mình họp lại mình ăn vậy đó. Không có cần thiết phải ngay ngày chánh cả nhà. Mình trong cái tháng, ví dụ như cái tháng 2 ở đây ăn thanh minh thì mình có thể cúng tháng nào, ngày nào cũng được hết, miễn trong tháng 2 qua cái ngày chánh cũng được nữa. Tại vì tục lệ ông bà hồi xưa giờ vậy đó, thì mỗi gia đình vậy người ta sắp xếp cái ngày nào tiện để cho con cháu người ta họp mặt thì người ta sẽ cúng. Dự, nó ba dự. Ê. Nó để ngoài nó chạy. Ê. Rồi nó phóng ra đóng cửa đi tới lỗ chân bầu mới nhớ. Trời ơi. Đó là con. Phải. Làm cái gì mà cái bữa nhớ dì Hai khóc vậy? Trời ơi. Nhớ dì Hai. Nằm. Nằm hả? Xin chi nằm. Ừ, nè đây đây đây, nằm đây nè. Ồ xin nằm. Xin nằm ở lại đây, mời ba kéo lên. Lập mà ba kéo con lên nha. Cô chú anh chị thấy cái đàn gà thấy kinh không? Có gà trống, rồi gà mái, rồi có đàn con nè. Mẹ nó hai vợ chồng buổi sáng dắt con đi ăn sáng nè. Đây
ở đây thì đội em đang lập bắp cho gà ăn á cô chú anh chị. Còn đội nam nuôi cho ăn bắp mà da nó mới vàng với thịt nó rất là chắc nha. Còn không lấy bẻ trái gì đâu. Rồi đi hốt vậy con bằm bằm mà con chọn dưới đường với nước mắm nó khoái ăn cái đó đó mà. Ki 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 ki. Phượng của bà con. Bỏ gì này được chứ nó chưa nhuyễn không nè. Bỏ vô cái bằm nữa. Nè. Ông về bạn có bán gì không bà con? Có dừa không? Dạ. Không làm vô bao luôn. Có giá không? 65 ngàn. Dạ. Ủa, có giá. Ở bản cao không? Không, không có cao. Dạ, cao. Con có gì bán? Có dừa không à hả? Ở đây thì mẹ Nam sẽ trộn cơm nha cô chú anh chị. Cơm nãy giờ nấu ra cái nó hơi ngậy vậy nè. Nó nguội nó dẻ lại á. Giờ Hưng sẽ bóp ra cho nó. Hưng có cho miếng dầu ăn vô nè. Bóp cho nó tơi ra. Đặc biệt là Nam thấy mình làm cái món cơm này, mình chọn cái loại cơm mà nó khô á. Ừ, dẻo khô. Chứ mà cơm mà dẻo rồi thôi, bỏ vô nhồi dắt nó thành sôi luôn. Gạo phần nguyên á, mua gạo phần nguyên nó khô. Tại Hương có xài mấy cái trứng vịt này đó quay. Mẹ chồng Hương mua không biết muốn không có nữa xài vịt tươi cả nhà. Hương bỏ chồng trắng thôi. Này là miếng gia vị đậu chai này, đậu chai là đậu Hà Lan. Sáng dở là vậy. Là tôm khô. Là lạc xưởng. Mình trộn đều lên rồi mình mới đi xào. Hôm bữa mình về là cô Nhung có làm cái món này đúng không mẹ? Có, cô Nhung. Món này dễ ăn, bảy ơi, bảy lên, bảy ăn cái này không cũng được. Ví dụ, ví dụ như mình ăn mấy món khác mình họ không thích ăn thì mình ăn cái món này cũng được nè, ngon. Tại vì nó có thuốc binh trong hết à. Dạ chưa đâu mà. Bà cô đừng có lo chuẩn bị không kịp. Cao em quay mình quên để đây cái có cái quạt gió nó quay mình vô trong nhà cái nữa mình sẽ chặt ngon quay quay cổ ngon không cái này là heo siêu nạc hay sao không có mỡ không cái này bác Hai mua nguyên con đó con nè đặt ở trong coi nè nguyên con là bác Hai mua này là một góc một khúc của sườn á nè ngon dạ. Không nè có đường dính sườn non luôn nè dạ. Heo gì mới ngon nè cô chú anh chị không có mỡ nhiều cái da ngon vừa vừa tới mỡ rồi. Bữa nay thợ chính cống mà cả nhà này giặt vừa hơn mập đó. Nè em nha em con của cô Sáu giặt vừa đến giờ dữ cô cậu ngủ đi tính ra thằng em con cô Sáu thì cũng đẹp trai lắm đó mà kêu mãi tôi kêu mình giặt ra tôi tròn chừng nào vậy đi cô Sáu ơi được rồi. Ăn mà dừa này ăn cá dừa luôn nè. Trời anh mập tại quay anh chặt đẹp chứ không quay anh chặt xấu hơn này nữa. Anh làm một cái một rồi nó ra rồi. Bữa nay gia đình Nam nấu lẩu. Cái này nấu lẩu mẹ. Trời anh mập là mời dạ cái Hương cũng có dạ mẹ rồi nè. Cái mẹ là xài nước xả bữa nay là quay ăn cá. Quay cá thì mời bữa thôi cả nhà. Ê, cái nồi mẹ ơi, mẹ. Bữa. Ôi xí, ủa cái môi sao bị đứt lằn vậy? Sợ thấy ghế vậy. Nóng. Bảy cái miệng nó giống cái gì? Em ăn cái dừa không? Cái dừa ngon quá nè. Quá trời ngon. Cái dừa nha. Mình nó béo hơn gì ta. Ngon á. Còn bốn trái kìa. Ăn bảy.
À, để ta ăn thịt đó. Thôi ba ăn thịt cũng được. Ăn cá bốn rồi nha. Bán ba ăn bổi nữa đó. Nó mày dụ tao á, ta ăn cái giường rồi lấy gì ra. Tao nói cái này đã, tao nói tao không ăn cái này đâu. Đây còn nguyên một thao cá người chủ ra ăn cái dừa à, tao đâu có ăn đâu. Lấy ra cái dừa, phải lấy cái chảo cơm gan rồi nãy rồi. Rồi chảo nguyên một miếng thịt heo quay. Tao có chảo cơm gan là tao không có ấy rồi đâu, cái thao cá đó. Cá hồi nãy Hương cũng có ớt gia vị với tỏi thơm nè. Hương sẽ cho vô nướng nó sôi nè. Hương cho vô luôn. Nấu nó chín sẵn rồi cả nhà. Cá cái gì chứ nấu cái nước mẻ. Nước mẻ nó chua nó cũng dễ làm chín thịt cá rồi. Trời cái gan nó béo. Cái gan nó béo. Các tình yêu của nội á là nhớ bà nội lắm rồi, không gài lâu quá trời luôn mà không thấy nội. 4 tháng mấy rồi. 4 tháng mấy rồi. Chiều nay đi bảnh đi. À, thấy rồi. Ngày mai cứ cô kia xuống. Cô Lệ. Cô Lệ. Ngày mai có cô Lệ xuống chơi. Má à, chơi con. Hả? Đi qua con chơi không? Có cô Lệ xuống chơi kìa. Đi, đi chơi. Lúc này ốm rồi, tóc nhiều chưa hết. Thôi chịu thôi. Cái đó xào có hút mà. Không có sẵn cả. Là xào chín thôi phải không? Vậy chịu chở đi, còn đi luôn nha. Trời ơi. Dây đắng rồi, bún rồi, mát rồi. Thầu mổ tới giờ. Lạnh rồi nè, đẹp rồi đó. Hả? Đẹp rồi. Đẹp gì, trời ơi, giống quỷ, giống hoa gì đâu. Rồi hổng gầy có đi phượng chưa? Đâu có đi đâu đâu. Ở nhà dọn ba cái này đó, xanh quanh đó. Đó, từ ngủ của bảnh toàn là đi phượng không à bà cô. Mà 4 năm tháng nay rồi chưa đi. Chứ mày có phượng ở đây à, hết từ chối được rồi. Bây giờ đi phượng thì phượng chở gì bảnh luôn, còn đi qua bảnh thì bây giờ chịu phải chở luôn. Bữa nay chỉ có hai con đường để chọn. Một là phượng, hai là hương thôi. Đây nè, chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú. Bà hai mới vô, bà hai. Diệu có đi học không? Bà nhỏ đâu? Diệu không vô dạ. Về. Ủa, lỡ nó tới chiều hả chị hai? Tới chiều nó mới về hả? Ai, bồng bổng hả? Cá là tính ra cá là tính ra rẻ, cái bao tử bự quá cô sếp, bao tử này bự để đi xả đại vậy. Nó canh chua hay gì? Cá là tính ra thịt dữ rồi đấy, thịt nhiều quá dạ. Thịt để xương thì nó sụn. Bây giờ thì gia đình Nam cũng chuẩn bị xong 3 món để mình chuẩn bị mình cúng cho ông bà mình với gia đình mình ăn cơm luôn. Thì hôm nay thì có món lẩu nè, rồi có món mực né với heo quay lóc dĩa với bánh trái cây. Cơm gan. Cơm gan. Ồ, vậy là tổng 4 món rồi. Nam bị nhầm cô chú anh chị. Nhưng mà kể từ món tới món này tới chạy ra 15 món. Tính theo chúng Tây Bắc là nhiều món lắm ạ. 1, 2, 3, 4. Này đốt trong này hả ngoại mà tư? Tám. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ gia đình mình dọn đi. Dọn cho. Chụp chưa? Ảnh thơm em chưa? Ok rồi. Rồi, vâng các bạn ơi. Dạ, còn nghe tiền bạc dữ lắm mà. Để coi, để coi, có bao nhiêu? Đốt bưng ra ngoài là vô trong nhà, bưng nhà mâm ngoài nhà trước mâm. Bưng cái đó rồi, bưng ra ba ngoài mà hả? Bưng cái dọn ra bà. Dạ. Ngon đó trời con. Dạ. Ngon lắm. Cái giấy nó xài đeo là tới luôn đó mà con. Ừ. Này xác. Ngọt luôn. Dĩa bánh chứ rồi vậy. Này xác rồi. Nè. Gia đình Nam làm xong cũng cho nó đẹp. Rồi trang trí cho nó đẹp xong mình để bắt mắt. Để quay. Cho có khung hình cho nó đẹp. Để gửi đến quý vị khán giả. Lon với bánh máy đó. Thank you.
ở chỗ nghỉ ngơi của ông bà Nam thì xung quanh là đều là cây trái nha cô chú anh chị. Có xoài, có ỏi, có cây bông trang. Có cây trái luôn nè, này sợ đeo mình lấy bóng mát rồi sau đó mình cũng có trái để thu hoạch luôn. Ví dụ như nhiều thì bán, ít thì con cháu cũng có ăn. Đây là quê nội quê ngoại là gì đó cả nhà. Bông trang này đúng giặt hồi xưa luôn. Ủa anh? Quần áo dữ rồi, 6 bộ. Đẹp quá. Ngày bữa nay ngày 19 tháng 2 con cũng ăn anh Minh đó ngày cụ quyền đổ nội anh ngoại ông nội ba về ăn uống phù hộ con cháu làm ăn mạnh giỏi trong nhà trong cửa đó ngày cụ quyền thật tổ đó ngày bữa nay 19 tháng 2 con anh Minh đó ngày cụ quyền đổ nội ngoại cũng như anh Minh cũng của quyền à. Ủa cái này tới đây giờ thôi đó hả anh Tư? Dạ. Phía bên đây thì cha nè. Rồi rồi lại dán nè. Dán màu cho ông cò của nè. Ở quê Nam á, chỗ Nam á là kêu là ông nội. Rồi là mới tới ông cò. Là ba của ông cò nữa là kêu bà ông cố. Rồi ba của ông cố nữa kêu bà ông cấp. Còn những cái địa phương khác á, theo Nam biết á là kêu ông nội rồi tới ông cố. Đó. Ở chỗ Nam thì gọi khác. Cái này cây dài dài mới được cái bên nhà sản xuất người ta bán người ta in ra bộ combo cái gì có nhẫn rồi có vòng có đồng hồ cây lược nữa rồi quẹt hộp quẹt đấy bô bao nhiêu đây nè nè đây mà tờ 500 bao nhiêu là dữ lắm đó. Cái đó đô cái gì trời ơi cái đó trong phim là một tờ là 1.000 lượng đó đây đây tờ đâu dữ xuống như là đại gia rồi năm nay đại gia thì năm năm có ngày đó cái này có giá trị nè giống như vàng thẻ vậy. Cái cây dài nè nha để giữ là đốt cây cháy là đều hết á để mà còn chút cũng lãnh cũng được lắm dách lãnh hơi mất giá trị một tí 100 thì lãnh còn có 70 giống như ở đây mà mình có tiền dách thì mình đi đổi vé số vậy đó 100 thì đổi rồi 80 à mất 20% vậy đốt rồi cây nãy nhiều khi thì có một số cô chú mình tin tâm linh còn một số cô chú thì người ta không tin tâm linh như đối với Nam ấy thì cái ngày trước là Nam không có tin tâm linh đâu cô chú anh chị nhưng mà dần về sau này mình không tin thì không được có nhiều cái nó khó lắm khoa học cũng chưa chứng minh được nữa nên là mình cái tục lệ ông bà mình đốt giấy tiền vàng mã xuống để cho người thân mình bên dưới thì cái đó là cái phong tục rồi nên là năm nào thì gia đình Nam cũng đốt hết còn đây là kiểu như là mình trang trí nhà mới cũng như là nhà mình tới Tết rồi mình dọn nhà xong rồi là mình dán chữ hỷ chữ đại cát đại lợi chúc mừng năm mới vậy đó cũng như là mình dán gì nè người ngoài tới dòm vô nhà này là mà ăn thanh minh xong rồi nè dán này là cũng như là trang trí nhà vậy đó là ta biết nói chung là mình dán gì nè cái người ta đi ngang người ta thấy người ta cũng biết là con cháu của người này á, mỗi năm vậy đó là sẽ ăn thanh minh cho ông bà mình còn Nam thấy một số á, ở trong nghĩa trang á, có một số không có người nhà rồi người ta cũng dán cho nữa cái vườn xài của Hương mua đó cả nhà mà vườn xài thăm Tết bẻ đó là ở chỗ đó có mấy cái mã mà bây giờ mất gốc kiểu như là mã đất á, hồi xưa không biết sao đó
rồi chôn, rồi bây giờ là không có ai thân nhân nào ăn thanh minh cho. Rồi bà thím mà chủ vườn xoài của Hương á, tội nghiệp năm nào bà cũng ra bà ăn thanh minh, ông bà bà rồi bà ăn thanh minh giùm. Ví dụ như mà có lạng á, mã có lạng cái bà mất đất, bà đắp kiểu như mình giữ gìn cái mộ như vậy đó. Mộ kiểu như là vô danh, không có ai nhận hết á. Mình làm vậy là mấy người chết mất là phù hộ cho người. Phải chi bà khá giả rồi, cũng đỡ bà cũng chăm sóc bà khổ lắm. Bà chung. Bà nghèo mà bà già, nhưng mà bà cũng có tấm lòng, cũng tội nghiệp. Ông gì em, ông cái gì hả? Xuất hiện lúc mà ông còn sống đó là ông ăn thanh minh. Rồi tới sau này ông mất là người con gái, là người cô ba đó. Là ăn xuống ăn thanh minh là mỗi năm luôn, rồi tới cô ba mất rồi đừng không hay ăn. Con cháu mất gốc. Sau khi mày cũng xong á thì bây giờ là mời mấy bà cô rồi ông bác ông dượng gia đình để mình ra mình ăn cơm nha cô chú. Heo quay này nhìn là biết ngon không hay. Heo quay này là heo quay xíu mạt hả thưa con, không có mỡ. Không mỡ hả? Dạ ngon. Ngon không? Heo quay gì mới ngon, heo quay kia mỡ nhiều quá. Heo quay này nãy đem về rất ngon. Dạ ngon, giòn khấu à. Rồi để lâu quá cái để quên nghe cho quả. Nhưng mà ngon, giòn khấu à. Anh em, heo này đang quay rồi cứ đem ra chặt vô luôn á. Dạ, cái này tao quay nguyên con hay không hay? Cũng có. À, lễ thì ở chỗ Nam á thường quay nguyên con, cái người ta mua theo phần á cô chú chị. Ai thích mua phần. Ăn miếng đi. Dạ. Rồi. Ăn miếng đi, ăn đi Dưỡng, ăn đi Dưỡng, Dưỡng mới lên Dưỡng ơi. Nãy giờ thấy nè. Rồi mình mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm. Này nhảy là đâu mà cũng dọn sợ. Đi chưa? Nè, đi có cái cá nè. Đổi đi. Đổi đi không đi, em để nó đánh. Còn hả? Còn thì chiều nay đi bên con này. Nãy hứa chiều nay đi bên con, hồi tí con xong là con chở về bánh luôn đó. Chưa đâu, công trình ta đang làm, ta đang bám sát. Đang dự coi công trình. Đâu? Tí xíu rồi soạn, ăn xong rồi soạn đồ đi. Hả? Ăn xong rồi soạn đồ đi, con chở hồi chiều về bánh luôn. Chưa đi được đâu. Ở nhà làm gì? Chưa đâu. Đi phượng. Chưa theo phượng về bấm cả nhà nha. Cả nhà. Cô Sáu. Cái này con ngọt. Uống lẻo ngủ cô Sáu uống bia kìa. Uống bia nó hợp thằng chạy. Cô Sáu không chịu. Nhà ông Nhân cũng lòng nổ à. Trời ơi nó già quá. Không có nghỉ giờ luôn. Tới nữa cũng hết rồi. Mày nói gì bắt gì dạ mày trả. Có đâu con. Uống có nào con cũng chạy hết trơn. Nó chạy con không dám ngồi. Rồi mà cái nhà ăn cơm với gia đình nha. Ừ. Tại vì nó là học sinh. 1 2 3 vô. Bà nha. Hả? Mày còn đó. Cái này mạnh lắm rồi mày. Em không cái này đâu. Mạnh hơn cái nhà Nam thì 8 tiệc hay là cũng thành mình gì đó, cũng muốn dài lon. Cho nó có cái không khí. Không không. Còn Nam thấy ở nhiều gia đình đó là người ta con cháu dòng họ về là xong cái mình bày ra ở chỗ ngoài nhà mồ đó, mình ăn mừng luôn. Mỗi năm thì ăn ở ngoài luôn, tại vì còn cái chòi cũ. Bây giờ ông nội dở ra chóc cho nên là dọn lên nhà. Năm đái ăn mãi. Thôi ăn mãi mà chảy chảy như vậy. Chảy chiếu. Chảy chiếu rồi đó rồi lao lao gạch ta ăn được rồi. Năm tới có nhà đẹp rồi. Này giờ ghế ông nội mãn. Dạ. cô với Dượng cũng ở dưới vua gia chạy lên con nuôi của bà nội. Đi với cũng quen ha, với em thấy cái đường đi ngán quá không? Không đâu, mình đi mới ngày cho em thấy gần thịt đại, lâu lâu chạy lên là nó ngán vậy đó. Anh đi ốc chăn phải không? Lúc mà anh đi bán thì mỗi ngày á. Anh chạy chút xíu anh tới rồi. Đúng rồi. Còn lâu lâu đi lần cái dầm thấy nó xa. Quen. Cũng như là không gặp thế thì dưới hổm á.
Ừ. Ra ôi rồi ra bận về cái má ghét. Hồi đó giờ nghe nói Vu Gia nhưng mà chưa có xuống tới. Vu Gia là nó quyện nào? Vu Gia nó còn nằm ở Mỹ Xuyên mà nó chưa xuống tới Thạnh Trị đâu. Thạnh Trị là từ đó xuống 18 cây nữa mới tới Thạnh Trị. Sóc Trăng xuống anh là vẫn chưa tới 20 nữa là tới Vu Gia. Sóc Trăng mình à. Thì đường xuống Bạc Liêu đúng không Dượng? Đường thẳng xuống Bạc Liêu á. Dạ. Chở người rồi mình bắt tôm. Dạ. Chở nè, chở ảnh là xuống xa lắm. Từ chỗ mình bắt tôm chạy xuống xa lắm. Gần nó cũng gần tới về Bạc Liêu lên kêu cái gì? À, xã Hiệp Thành. Đúng không? Đó bắt tôm là ngay xã Hiệp Thành dưới Vu Gia chút xíu à. Cái gà mà cái gà. Còn thích ăn cái gâu nè con. Cái con gắp cái gâu cho con. Bên thằng gái bộ làm cái món mực này hơi xôm nha. Nè, rồi vô lấy cái vỏ cò mày để xe sẵn nha. Nãy hứa với con là chiều đi bển rồi đó. Đi, để con cũng nghe nói đi. Được đâu. Không được rồi. Tôi mời cả nhà mình ăn cơm với gia đình của ba mẹ Phương nha. Chiều đi ha, chiều sẵn rồi đi nha, lâu quá à. Bớt ra. Mấy chai đi. Chưa đi lên xe, nói là chưa đi được. Ảnh đi. Bớt nữa đi. Nở lắm đi, ảnh nở lên. Không có cái hầm nhá mà làm lần cũng nguyên rau mực đó chứ. Làm nào. Cái nữa, ăn không hết trơn. Hết trơn à. Mà nãy nãy ăn từ từ. Đi làm hết rồi, da đen rồi. Da hơi đen. Dính gì á. Không phải hám. Đi trúng cây trúng gì nè, lũng thịt kìa. Em trúng cột cột, cột đảo đó. Thôi dụ bản đi mấy cái cây mà nó nhậu bắt nó đi sơm hả? Đúng rồi, nó cái đốm này đặng là dính cái gì á? Nó nổi lên nó không? Dính cái gì á? Không phải, phải dính. Phải mài. Đi bị cây sơm, ổi rồi. Cái dán ra thì người ta thử chứ cột đốm. Đi mà tới cây sơm. Lỡ anh biết già rồi. Không phải cây cột đốm. Ủa chú Được bây giờ đâu có làm Sài Gòn nữa chú Được? Nghỉ đâu à? Dạ bây giờ về đây ở luôn ha. Dạ, giáp năm rồi. Dạ. Đi đặt xì di. Mò cá với đặt lọc. Hôm nào con xuống dẫn con đi bắt cá với đặt lọc bữa rồi. Nha. Qua bên con đi chắc cứu. Ở dưới có nhiều không? Có không mà giờ nó thuốc gần hết rồi. Dạ. Ở ở gần bây giờ chú Được ở gần chặt bà cô luôn ha. Sao lên thì đó đang dọn kìa. Bữa nào qua kịp chưa? Nó mở bánh ăn chắc giờ qua. Qua bánh chơi qua bên con chơi. Chỗ nhà con kéo qua đó. Bữa ngoài tôi mới ngày rồi bữa dưới bữa sau sắp thuốc nó đổ không còn gì. Ở dưới mồi bò mồi tâm dữ. Chú mò 2 ngày 3 ký mấy á. Dạ. Qua ngày thứ 3 nó sách thuốc có đỏ không còn con. Thương Được á. Hồi đó còn nhỏ á. Chắc nó cỡ gần cháu con à. Lên là ai lì xì cho nhiêu là gom rồi là kiếm nam cho nam hết rồi. Kiếm nào mà đó nam đi lẩm đẩm. Cho nam hết. Mình gắt hết đi rồi mình đi xuống để cái lẩu lên á. Nam nhỏ á. Ghê. Cho gâu gom mì nặng hai đầu vô anh em mình vô cái này nè mới đã dạ dạ vô kìa vô đã vô nam á bên đàn gái ăn mực mạnh hơn bên đàn trai kìa. Ăn không à. Với bên này mà đừng gái đông quá. Có sao còn nguyên không vậy? Cũng hết sao mà. Đúng rồi. Đem cho. Cơm bánh Nam ơi. Cơm nè anh Nam. Ủa, cơm. Bẻ xài hả? Cơm bánh xài anh Nam hồ. Nghe nói chút đi chạy vô ăn kiếp, ăn ship đồ. Con. Bà con. Vô ship đồ hả? Cậu vô ship đồ hả? Cái gì? Ship đồ, ship quần áo á. Vô áo đi vô Nam. Ship quần áo đi, họ chở đi nha. Ai nè. Đây nè. Nói là phải quay. Bắt sao nói là cắt chút xíu.
Bà Sáu cắt cái chỗ nào nó hơi dư dư tí rồi. Đấy có dư rồi đó. Bà Sáu nào mà mùa nào cũng bán mấy trăm đó cô chú chậu xồi không mà cỡ đó. Móc mương rồi chứ. Chà nê lụm da chai rồi chứ. Thảm nữa. Không thể nào mà. Cả nhà ai Hương dự định mời đám cưới mà chị Sáu thì thăng là về bắt ốc hái rau là để chồng tiền. Còn đây thì đi móc về. Móc sình với sình da chai. Da chai. Nó không cái hàng này nè, cái hàng này là à. Nó đòi bắt ốc thì mình phải đi làm tới cái chuyện đó à. Cũng như hàng này mà nếu đi bẻ rau bắt ốc thì hàng này chỉ có nước lụm da chai đó. À, đúng rồi đúng rồi. Không được. Phải nghĩ tối nay về. Hai hàng đó lụm rau bắt ốc, cái hàng này cái đi bán máu quá. Bán máu rồi bán thận về đây đâu. Tỉnh chạy hồi tỉnh hả? Hôm con hồi đã coi con lên phú dữ ha. Làm vô nó hồi tỉnh ha nghe. Nó thằng thằng dữ rồi. Tới rồi. Vậy mà chạy về hồi tỉnh á. Không có giận. Mà chạy mau đó nha. Chạy chút xíu tới nhà. Ăn ở đâu đâu. Phi ơi, phi đi không thấy đâu. Hả? Trời mà nó cái này phi hết trơn rồi. Thôi. Thấy chứ còn cái gì đâu. Không đâu rượu còn. Biết mà đâu còn. Tại qua làm nhiều nhưng mà này mình, làm mình, nhiều nữa là mình lái xe là... đâu hả? Chạy khách đi Cần Thơ. Mình lái xe con đỡ. Cần Thơ là vừa vô cầu là có rồi đó. Là có chốt rồi. Vừa vô cầu là có chốt. Mày uống đi. Cái xe con thì đỡ lắm. Đi xe chung ra cũng nguy hiểm. Nguy hiểm. Nó chặn cái gì chứ nó chặn là nó đầu tiên là nó đo đồng độ là cái chắc rồi. Chắc rồi. Cái gì cái này đâu á, cái thằng ngủ mà thằng hạt 5 triệu mà thằng đốc thằng 10 triệu đó. Thằng đốc tiêu người ta uống á. Trời, có bữa ngày mời lỡ đưa cái thằng kia xuống Mặt Liêu, mình lỡ uống đâu 5 số ly rồi. Bắt đầu quay lại. Quay lại tính qua lọ thằng em. Bắt đầu chốt nó cái đứng dò mình vài thấy gì không ổn rồi. Đi ngược chiều lại. Đi ngược chiều luôn. Đi bên kia có mình hơn mình à. Bắt đầu mấy kia nó lo lập viên bảo luôn, nói ngon rồi chứ này mình đi ngược chiều mà mình chạy trên cái ở trên đó đâu có chạy dưới lậu đâu. Nói em rồi hành lang cuối cùng nó đứng chống lạnh, nó cứ đứng dò mình hoài. Mấy kia nó đứng lập viên bản ba bốn thằng, còn hai thằng nó đứng chống lạnh nó dò. Ủa ông có nội này sao ông đi ngược chiều mà ông cứ tà cái tôi hít hồn cái làm bộ tắt cho phá xe đạp hoài, xe đạp không nổ, ngồi cái thấy không ổn rồi quay đầu xe chạy ngược lại tắt đường ruộng về luôn. Cười có vẻ mà bữa đó qua là dính thiệt á, tại nó cũng để ý mình á. Mấy kia nó làm gì thì làm đi, cũng còn một hai thằng nó đứng nó để ý. Sao nổi này không đi ngược chiều mà không có tích tịch tình tang ở trên đó hoài vậy ta. Ê lắm mình mà giờ cái chặn vậy gần trong mình có rượu mình tới đó mình tắt xe mình dẫn qua được không? Không bắt nữa đâu có chạy đâu cũng bắt nữa tôi dẫn quá đúng ly đúng cái lực á, người ta chạy mình mới có quyền bắt, còn người ta không chạy là mình không có quyền bắt. Bây giờ tôi không chạy đây hệt như chàng nói là cái người mình đã chạy ngựa chiều đó, nó biết là nó chạy ngựa chiều rồi, nó sợ cho đông bắt phải không, tắt máy dẫn bộ cũng dẫn bắt bình thường. Bữa đó nó đi nghề về qua con lươn thôi, nói gì chốc thằng này chơi không đẹp rồi phóng qua con lươn bắt tao quá chơi ở đâu. Xe tự nhiên đạp không nổ, quay đầu xe lại đều một phát đi mất tiêu luôn. Bắt đầu mình gái ngó lại dòm nó có dòm mình không, nó có đứng dòm gì nè. Nói rồi mày đợi tao đi. Nó đi số đường ngược quán này. Số đường ngược bọc ra ngay cầu cái giày á. Tất đỏ thì anh chịu, còn nhiêu tôi chịu. Rồi xong. Là biết bảo mình thường có ẩm gì chắc chưa. Đi xe mà nó chở tao, tắm anh nghĩ.